7 sự thật bất ngờ đằng sau các biểu tượng nổi tiếng thế giới. 1. Nàng Mona Lisa của họa sĩ Leonardo da Vinci. Có một đặc trưng là không có lông mày và lông mi. Tuy nhiên, các kỹ sư tại Paris đã quan sát bản quét 240 megapixel của bức tranh và phát hiện ban đầu nàng Mona Lisa có cả lông mày và lông mi. 2. Tượng nhân sư tại Giza. Ai Cập có đuôi. Đa phần mọi người chỉ nhìn thấy phần đầu của bức tượng nhân sư chứ hiếm khi nhìn thấy phía sau khá dài của tượng. 3. Bức họa cà phê vỉa hè trong đêm của Vincent Van Gogh. Nhiều người cho rằng Van Gogh dự định vẽ bức tranh này như một phiên bản của bức bữa ăn tối cuối cùng đình đám của Da Vinci. Trong bức tranh, có 12 người, giống như 12 môn đồ của Chúa Giêsu đang dùng bữa trong vầng hào quang màu vàng. 4. Tác phẩm điêu khắc thời Hy Lạp cổ đại. Chúng ta đã quen với việc các tác phẩm điêu khắc Hy Lạp có màu sắc trung tính và được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Nhưng thực ra chúng được sơn nhiều màu sắc khi mới được tạo tác. Theo thời gian, màu sắc đã bị phong hóa và loại bỏ trong quá trình làm sạch. 5. Tượng David của Michelangelo. Mắt phải của tượng David nhìn thẳng về phía trước, trong khi đó, mắt trái dường như đang nhìn sang bên trái. Michelangelo có lẽ đã tính toán mọi góc độ và khoét mắt dựa trên vị trí của người xem để bức tượng trông hoàn hảo khi được quan sát từ các phía. 6. Bức tranh người đàn bà và con chồn. Công nghệ phản quang đã cho thấy nhiều lớp vẽ đè lên nhau, chứng tỏ Leonardo da Vinci liên tục thay đổi ý định của mình khi thực hiện tác phẩm này. Trước đó, họa sĩ đã vẽ một bức chân dung không có con chồn, sau đó là hai bức với các phiên bản khác nhau của bộ lông. 7. Ý nghĩa số 7 của tượng nữ thần tự do. Trên vương miện của nữ thần tự do có 7 chiếc gai tượng trưng cho 7 vùng biển và 7 lục địa trên thế giới. Bên cạnh đó, còn có 16 chiếc lá trên ngọn đuốc, 1 cộng 6 bằng 7, hay có 25 cửa sổ ở phần ngọn vương miện, 2 cộng 5 bằng 7.